Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay ba mẹ bạn rồi. Đừng làm việc ở dưới bệnh viện quận Lý Sơn á, huyện đảo Lý Sơn á. Thì bây giờ mình ở nhà mình nấu cơm đem xuống, nấu cơm nấu cá đem xuống cho ba mẹ. Đây nè, Sương Sương có người đây. Đấy. Giờ mình nấu cơm nấu cá đem xuống cho ba mẹ. Chứ ba năm bên làm việc mẹ chúng cha rồi, mình đây mình nấu với cái này, nấu với hành ngò, với có người là bận nấu với hành ngò với nấu với bào nè, nấu với bào và hành ngò thêm ớt nữa tuyệt vời em, như mọi người để mọi người xem mình nấu nha. Quá trình nấu là mọi người chờ cho nước sôi nha mọi người, chờ nước sôi bắt đầu là mọi người bỏ cá vô nước sôi, xong mọi người bỏ cá vô xem chưa, một khoảng hơi phút xong cứ bỏ bào vô, còn hành ngò là mọi người bỏ sau cùng nha. Hành ngò là mọi người bỏ sau sau cùng. Anh gọi là mọi người bỏ sau cùng. Mọi người bỏ cái nào quá vô. Bỏ đồ cá vô. Chờ khoảng 5 phút nữa là nó sâu lại, bắt đầu mình bỏ thêm bào ớt. Mọi người xác ớt vô. Cái này còn lại là mình đi mới cắt. Sau khi nước sôi 5 phút rồi, nước sôi 5 phút rồi là mọi người bỏ thêm máy vô nè. Bỏ cà vô. Mọi người bỏ bào vô. Đây còn mấy lít dừa mọi người bỏ vô nữa cho nó ngọt nước. Có mấy lít dừa mọi người bỏ vô cho nó ngọt nước nè. Người bỏ vô cho nó ngọt nước nha, cho nó sôi xong chưa được, nó sôi gần vuông xuống rồi mọi người bỏ hành ngò vô. Quá trình nấu
quá trình nấu là mọi người vớt ấy ra, vớt cái bọt nó ra. Quá trình nấu là mọi người vớt cái bọt nó ra. Đây là những cái bọt, đây là những cái bọt bọt bẩn của nó, tức là bọt bẩn của nó mình bỏ cho nó hợp vệ sinh, nó không bị độc tố đó, rồi dắt nó ra. Sau bắt đầu chúng ta nêm nêm chúng ta nêm bột ngọt ngọt chúng ta nêm cỡ khoảng chúng ta nêm cỡ khoảng một muỗng này. Thường người ta nêm muối nhưng mà mình nêm nước mắm cho nó ngọt hơn. Đây, nước mắm Lý Sơn này, đây là nước mắm Lý Sơn này, nước mắm nước lưới đảo Lý Sơn này, này nước mắm nước này. Chúng ta nêm cái khoảng một muỗng rưỡi nước mắm. Đây. Thêm chút muối cho nó khỏi lạc lạc nha mọi người. Thêm chút muối. Sau khi nó sôi rồi rồi mọi người bỏ hành ngò vô. Mình để lại ít này. Sau khi nó sôi rồi mọi người cắt hành ngò vô. Cho mọi người cắt hành ngò vô. Thế là đã xong. Chúng ta đã có một nồi canh canh cá ngừ nấu ngót, nấu bào, hành ngò, ớt đó, thêm chút dưa, thêm một chút mấy lát dưa hấu nữa là có một nồi canh vừa ngọt vừa ngon đúng bài. Chúc mọi người một bữa trưa ngon miệng nha, chào tạm biệt mọi người. Đây mọi người, đây này đó, mọi người thấy ngon không? Hẹn mọi người clip sau nha.